cái chuyện mà tốt đẹp nhất của bà đó. Tôi sẽ cho thằng con tham vọng của bà biết về con người thật của bà, rồi với con bà đối xử với con bà như thế nào. Đồ con đàn bà đàng hoàng mất nết, mày lừa gạt tao, tao sẽ giết hai mẹ con mày. Tao sẽ cho thằng Khôi biết mày là một con đàn bà như thế nào. Em định giấu thằng Khôi đến suốt đời hay sao? Nói cho nó biết đi, để nó đưa tiền cho tôi. Tao sẽ tống cưới nó ra đường. Cái đồ con quan, tao giết mày. Có tiền đâu, tiền đâu đưa cho tao. Hai vợ chồng em nếu không đưa tiền cho tôi sẽ gặp thằng Khôi. Thì đừng có trách em đã giấu thằng Khôi đến suốt đời hay sao? Nói cho nó biết đi, để nó đưa tiền cho tôi. Tao sẽ tống cưới nó ra đường. Biết cái đồ con quan, mày là một con đàn bà như thế nào? Quan. Ngon lắm, dám kêu con mẹ ba tống tiền tôi hả? Cho bà biết nha, để sắp tới bà mà kêu con mẹ ba tới tống tiền tôi một lần nữa, tôi giết mẹ con bà. Bà tưởng tôi không dám giết hai mẹ con bà hả? Má, 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 con giết ông đi giải thoát cho má. Ông mới là kẻ đang chết chứ không phải là má. Không, không, ông không có lỗi gì hết, ông không có lỗi gì hết. Má à, má đừng có cản con. Con chịu hết nổi rồi. Mình không thể nào sống như vậy hoài được đâu má. Lỗi là tại má, lỗi là tại má. Má xin lỗi con Khôi ơi. Má ơi, má đừng có nói nữa. Lúc nào má cũng bên ông, trong khi ông mới là kẻ khốn nạn. Cái nhà này có khi nào yên ổn với ông không? Hả? Má làm lên tội gì mà ông hành hạ má như vậy? Hả? Con sẽ đi nói với ông nội hết tất cả mọi chuyện của ông. Ông hành hạ má như vậy con không thể nào nhịn được. Còn bây giờ con sẽ đi báo công an. Khôi ơi, má xin con, má xin con. Khôi ơi, là lỗi của má, là lỗi của má. Má đã lừa dối ông. Má, má nói gì vậy? Má lừa dối gì ông? Má lừa dối ông chuyện gì? Má, con không phải là con ruột của ông Dũng. Khôi. Má. Khôi ơi, má xin lỗi con. Má xin lỗi con, Khôi ơi. Má mơ nói gì vậy má? Má xin lỗi con, Khôi ơi. Tại sao con không phải là con của ông? Má, có phải ông hành hạ má riết rồi má bị gì không? Má hả? Má đúng không? Má là đông, là đông, tất cả là đông, tất cả là đông. Khôi ơi,
ơi. Má của ba hả mày? Ba, mấy người làm gì vậy hả? Mày hả? Mày hả mày? Nhờ như vậy á, tôi mới nhận được máu mũ của mình nè. Máu mũ cái gì của ông chứ? Sao không biết là máu mũ của ông? Thế là hết. Còn cố gắng làm cái gì nữa? Cả đời mày cũng không thoát cảnh bần hèn được đâu. Cháu cưng của nội giỏi quá à. Nội cảm ơn con nhiều nha. Con đã không làm nội thất vọng. Rồi công ty sau này chắc là phải nhờ cậy ở con nhiều rồi đó. Nó sinh ra đã ở vị đích, mình có trai cả đời cũng không bằng xuất phát điểm của nó. Nếu dòng máu quyết định tất cả thì cuộc sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ.